Rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm và bên em là đồng hồ Duy Định. Và Duy Định cũng có nhận được một câu hỏi của một vị khách hàng. Đó chính là với mức giá khoảng 8 đến 9 triệu, có nên mua một chiếc đồng hồ Aura Star hay không? Thì trong video ngày hôm nay thì Duy Định cũng có một mẫu sản phẩm Aura Star Open Heart mà bên em mới về, thì cũng tiện trả lời câu hỏi đó của các bác cũng như là nhiều anh em thắc mắc ở trong cái video này, để các bác có thể cùng tìm hiểu thêm và có thể thấy được mình bỏ ra cái tầm giá đó nó có phù hợp hay không. Vì nhiều anh em cho rằng là với một chiếc đồng hồ mà đầy đủ tính năng như một cỗ máy có khóa tay, có cả dừng kim, hay là một cỗ máy có kính sapphire, chỉ cần những cái option đó trong khoảng 4 đến 5 triệu các bác đã có thể sở hữu được rồi, mà thậm chí phải mua một chiếc đồng hồ Aura Star tầm khoảng từ 8 đến 10 triệu làm gì. Thì đây là câu trả lời để Duy Định sẽ cùng các bác tìm hiểu về cái vấn đề này. Và trong video ngày hôm nay thì Duy Định cũng có vừa về hàng với một chiếc Aura Star Open Heart. Và hiện tại với một chiếc dòng Aura Star, Duy Định cũng chia sẻ thực với các bác trong thời điểm này, sau Tết thì nó có một chút thay đổi về mức giá nhập. Thế nên là cái mức giá bán của Duy Định cũng bị thay đổi một vài trăm. Không nhiều anh em nhé. Nó vẫn là một cái mức giá cực kỳ tốt và ngon cho các bác so với mức giá đang niêm yết tại hãng hay là store. Và cụ thể như chiếc đồng hồ này thuộc dòng Aura Star Open Heart và bảng mặt trắng kim xanh thì Duy Định đang có mức giá bán là 7.800.000. Đó, và với cái mức giá niêm yết mà hãng người ta đưa ra hay là store đang niêm yết đó chính là 20.290.000 và có mức giá giảm sale là còn 16 triệu. Đó, và nếu các bác có thể thấy được tại vì sao hãng người ta phải cho một cái mức giá niêm yết nó cao như vậy, vì thực tế là cái chất lượng cũng như là cái độ hoàn thiện thì Duy Định thấy nó cũng rất là phù hợp cho các bác trong cái tầm khoảng giá đó các bác nhé. Đó, và về phụ kiện thì Duy Định đang có về cái chiếc này là một cỗ máy mới 100% các bác nhé, máy mới 100%. Và tại sao cái mức giá nó lại tốt như vậy thì Duy Định cũng có chia sẻ cho các bác luôn là bên em sẽ thường là làm việc với những cái đại lý hay là những cái store đang bán tại Nhật, thì họ sẽ có mức giá xả kho và đôi lúc cũng có những cái chương trình sale, và Duy Định nhập với số lượng nhiều. Cái thứ hai nữa là với mức độ quan hệ thì Duy Định sẽ có mức giá tốt hơn, gần như là một mức giá xuất xưởng từ nhà sản xuất, thế nên là sẽ có mức giá cực kỳ hợp lý và bên em sẽ gửi về Việt Nam cũng như là bán cho anh em với mức giá thực sự là cũng lời rất mỏng một vài đồng, nên anh em có thể thấy được là cái mức giá tại đồng hồ Duy Định rất hợp lý cho các bác có thể chơi. Và quay trở lại sản phẩm này thì Duy Định đang có một chiếc mặt trắng kim xanh được coi là cái bản mà quốc dân nhất của nhà Aura Star Open Heart. Và với cỗ máy của dòng Aura Star, chiếc này thì nó đi theo cái thiên hướng lộ cơ, giúp cho chúng ta có thể thấy được bánh răng cũng như là những cái chân kính được thể hiện qua ô cửa sổ ở vị trí góc 9 giờ. Và nó làm cho chúng ta có thể thấy được cái độ sexy cũng như là cái độ tò mò và chiêm ngưỡng được những cái chi tiết, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái sự cuốn hút. Và với cái bảng này thì với cái mức giá trong khoảng chưa đến 8 triệu tại Duy Định thì Duy Định thấy là có, trước tiên là chúng ta sở hữu được một cỗ máy thuộc dòng thương hiệu. Đó, đối với cái dòng Aura Star thì Aura Star đó chính là dòng cao cấp nhất của nhà Aura rồi. Đó, và hiện tại thì chiếc này với một cỗ máy cũng được hoàn thiện với những cái option, ví dụ như chúng ta sẽ có dây đúc này, dây đúc hoàn toàn nguyên khối 100% từ thép không gỉ 316L, và chúng ta sẽ có thêm một bộ kính sapphire, và ngoài ra kính sapphire chúng ta còn được phủ AR chống lóa để giúp cho cái mặt kính của đồng hồ nó trở nên trong trẻo hơn và giúp cho chúng ta có thể chống lóa trong quá trình sử dụng, nhìn vào mặt số có vẻ nó sẽ trong trẻo hơn so với những phiên bản thường. Đó là cái sự khác biệt đầu tiên. Đó, và cái sự khác biệt tiếp theo là các bác sẽ có một cỗ máy đời cao cấp hơn với bảng cốt 50 giờ. Đó, và anh em có thể nhìn thấy ở vị trí góc 12 giờ sẽ có một cái kim báo năng lượng và cái thời gian báo cốt của nó lên tới 50 giờ, duy trì cốt tối đa cho các bác hơn 2 ngày. Còn với cỗ máy thường thì chúng ta không có được cái tính năng 50 giờ như vậy. Chúng ta chỉ có thời gian tích cốt tối đa là 38 đến 40 giờ thôi. Và cái thứ ba nữa là về độ sai số chính xác ổn định thì cái dòng Aura Star nó sẽ chính xác hơn, ổn định hơn và với một cỗ máy có độ bền cao hơn. Đó, và như các cụ cũng đã từng chia sẻ rằng
là tiền nào của đó thì Duy Định thấy nó cũng rất hợp lý các bác nhé. Kể ra một chiếc đồng hồ khoảng 4 triệu chúng ta chơi ngon rồi, một chiếc 5 triệu chúng ta chơi cũng ngon, và thậm chí nếu chúng ta có mức tài chính thì với mức giá khoảng 10 triệu chắc chắn là sẽ có một chiếc đồng hồ ngon hơn, cao cấp hơn. Đó, còn lại là để chơi thì chúng ta 2 triệu, 3 triệu cũng thể chơi được rồi. Đó là cái chia sẻ của Duy Định. Còn quay trở lại về thông số của chiếc này thì chiếc này chúng ta đang có size mặt là 39.3, phục vụ cho các bác chu vi cổ tay nhỏ và trung bình anh em nhé, cổ tay từ 15 đến 17 thì các bác sở hữu chiếc này nó sẽ đẹp và cân xứng. Với cái phiên bản Open Heart này thì nó đang được thiết kế khá là đặc biệt với một cái hiệu ứng trải tia, có những cái tia màu sẽ được thể hiện ở trên mặt số với cái kết hợp trải tia như vậy. Và chúng ta sẽ có bộ kim xanh với kim dây và kim báo năng lượng dự trữ cót được chuyển sang màu xanh dương, giúp cho cái mặt số trở nên nổi bật hơn. Ngoài ra thì với cái độ hoàn thiện thân vỏ nó cao, và chúng ta cũng có được thể hiện qua cái phần khóa được làm 100% thép đúc nguyên khối này. Đó, và về thân máy thì chúng ta cũng được hoàn thiện tỉ mỉ hơn so với những phiên bản thường. Với thân máy của nhà Orasta thì sẽ được sản xuất in-house 100%, 100% đánh vân đánh xoáy trên toàn bộ những chi tiết và kể cả những con ốc. Đó, giúp cho chúng ta có thể thấy được sự hoàn thiện cao cấp. Và độ chống nước của nhà Orasta cũng rất là tốt, bản này đang có độ chống nước lên tới 100 m, các bác có thể tắm được, đi mưa rửa tay, sinh hoạt ở nhà rất là vô tư với cái dòng máy Orasta này. Đó là ba cái ý chính lớn mà Duy Định muốn chia sẻ cho các bác là có nên mua cái dòng này hay không. Đó, và chúng ta đang có mức giá tiết kiệm tại Duy Định rất là nhiều như vậy thì các bác cũng có thể đặt ra cho mình câu hỏi là có nên mua hay không các bác nhé. Thực sự là rất đáng mua cho các bác nếu có cái mức tài chính từ 7 đến 8 triệu thì đây là cỗ máy khá phù hợp. Ngoài ra thì với cái dòng Open Heart này chúng ta có thêm những bảng màu khác. Duy Định đang có một chiếc xanh ngọc xanh da trời bản Limited, màu xanh ngọc lục bảo, màu xanh dương, màu xám khói và màu màu trắng kim xanh này nữa. Và nếu anh em quan tâm thì đang có mức giá rất tốt và hấp dẫn tại đồng hồ Duy Định với mức giá là 7 triệu 800 ngàn cho anh em với bản dây kim loại. Ngoài ra bản dây da cũng có mức giá thấp hơn một chút, khoảng 1 đến 200. Và anh em quan tâm thì có thể nhấc máy lên liên hệ Duy Định để được tư vấn và hỗ trợ qua số hotline trên em để trên màn hình các bác nhé. Rất cảm ơn anh em và các bác đã bớt chút thời gian theo dõi và ủng hộ Duy Định. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác trong những video lần sau.